Vào sáng nay, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo quyền Đức Hòa và đơn vị tài trợ khảo sát thực tế tiến độ thi công các công trình cầu cống giao thông nông thôn tại quyền Đức Hòa. Đoàn khảo sát thực tế tại các vị trí đang xây dựng cầu An Thủy 1, An Thủy 2, An Thủy 3, An Thủy 4, An Thủy 5 và cống An Thủy 1 tại xã An Ninh Tây, đồng thời khảo sát cầu Bình Thủy 3, Bình Thủy 5 tại xã Tân Phú. Nhìn chung các đơn vị thi công đều khẩn trương thực hiện công trình, cố gắng đảm bảo tiến độ trong đó cầu An Thủy 1 đã hoàn thành 100% tiến độ thi công, cống An Thủy 1 cũng cơ bản hoàn thành, cầu An Thủy 4, An Thủy 5 cũng hoàn thiện cơ bản. Dự kiến ngày 15 tháng 5 năm 2024 sẽ hoàn thành. Đối với cầu An Thủy 2, An Thủy 3 đã bằng cho mặt bằng vào tháng 2 năm 2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2024. Các công trình cầu giao thông tại xã Tân Phú cũng được tập trung để nhanh tiến độ thực hiện cầu Bình Thủy 3, cầu Bình Thủy 4, cầu Bình Thủy 5 đều dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2024. Qua khảo sát, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý các đơn vị thi công và địa phương quan tâm các điểm đấu nối công trình, thi công đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu dân sinh, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, chung sức xây dựng quyền nông thôn mới. Công trình cầu cống giao thông nông thôn này do nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Đức Hòa, dân động tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimax đồng hành hỗ trợ quyện kinh phí 10 tỷ đồng xây dựng 10 cầu và một cống giao thông nông thôn. Các công trình được thực hiện trên địa bàn 3 xã An Ninh Tây, Quả Khánh Tây và Tân Phú. Trong đó xã An Ninh Tây thi công 5 cầu một cống, xã Tân Phú thi công 3 cầu và xã Quả Khánh Tây thi công 2 cầu.